Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Lợi TV lại chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái mẫu nhà sàn của bà con người dân tộc Tày tại xã Quang Minh của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Mọi lần Lợi TV hay quay nhà sàn bê tông thì hôm nay Lợi TV sẽ quay một cái mẫu nhà sàn gỗ truyền thống của bà con nơi đây nhé. Trước cửa nhà, của gia chủ nhà thì là có một cái ao khá là rộng. Phong cảnh nơi đây cực kỳ khá là hữu tình luôn. Đằng sau thì là một cái đồi cọ và xa xa trên kia là cái đồi cây sim. Yeah. Đây mọi người này. Vâng, Lợi TV sẽ cho quý vị và các bạn cùng vào tham quan qua cái mẫu nhà sàn này nhé. Đây là toàn cảnh bên ngoài trước này. Thì từ hướng đường đi vào nhé. Đúng truyền thống của người bà con dân tộc Tày nơi đây. Và anh thì ao cá trước khá là nhiều cá luôn mọi người ạ. Đây. Cá to lắm nhưng mà nhìn trên này không thể nhìn thấy. Ở đây quý vị của bạn này. Đấy, đây là mặt đằng trước quay ra ao. Đây là những cánh cửa. Toàn hoàn toàn là gỗ hết. Cột này, toàn là những cái cột từ xước này. Và làm con kê cũng khá là đẹp luôn. Đây nhá. Đây là cầu thang đi lên đây. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 bậc lên tới lợi nhà. Đây là TV sẽ cho toàn cảnh trước đây. Trước khi vào trong nhà nhé. Đây. Mọi người thấy một ngôi nhà sàn khá đẹp này. Con chào bà. Đây là sàn được làm sàn gỗ. Đây mọi người nhá, đây là cột thì toàn bằng gỗ xến hết này. Những cửa kia thì các chủ nhà chú đã sửa lại thì là làm bằng gỗ xoan mọi người ạ. Các cánh cửa này. Đây là không gian khu vực nhà chính. Ở kia bếp thì là chủ nhà thì đã làm bằng bê tông rồi. Thôi thì Lợi TV sẽ không quay về không gian bếp nhé, và quay về không gian nhà và lợp bằng lá cọ. Mùa hè cực kỳ là mát luôn này. Đây là sàn gỗ